huyền thoại Honda Dream tái xuất với diện mạo mới. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên thị trường, mới đây hãng xe Honda đã chính thức ra mắt phiên bản năm 2022 cho dòng xe Dream 125. Về thiết kế, phần đầu xe được vuốt nhọn lên, cùng với đó là cụm đèn pha vuông lớn được điều chỉnh chi tiết đến từ bên trong bóng mang đến khả năng chiếu sáng tốt hơn trong điều kiện trời tối hoặc sương mù. Hai bên đèn pha trước vẫn sẽ là cụm đèn xi nhan truyền thống. Điểm nhấn nổi bật nhất trên xe chính là bộ tem vàng kết hợp hoa văn kim cương và các chi tiết mạ chrome trông bắt mắt và sang trọng, giúp diện mạo xe mới mẻ hơn. Đồng hồ trên xe vẫn là dạng cơ, hiển thị các thông số cần thiết như tốc độ, quãng đường di chuyển, nhiên liệu, các đèn báo hiệu khác cũng như cấp số vận hành. Tuy nhiên, cụm đồng hồ thiết kế sang trọng hơn để đồng nhất với các họa tiết mới của xe. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao, lần lượt 1867x702x1049mm, chiều dài cơ sở 1199mm, chiều cao in xe 745mm cùng trọng lượng 101kg. Dream 125 mới chỉ được trang bị hệ thống phanh tang trống trước trên sau, vành xe 17 inch nan hòa, có kích cỡ bánh trước trên sau lần lượt 60/100 và 70/100, bình xăng dung tích 4 lít. Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ xăng dung tích 124,85cc, làm mát bằng gió kết hợp với hộp số 4 cấp, bộ chế hòa khí, đánh lửa DCCDI. Hiện tại Honda chỉ mới phân phối mẫu Dream 125 mới tại thị trường Campuchia với 3 màu, đen, đỏ và trắng, mức giá quy đổi khoảng 60 triệu đồng. Tại Việt Nam, Honda Dream đã từng là niềm mơ ước của nhiều người và hiện tại mẫu xe này vẫn có một lượng người hâm mộ nhất định. Trong trường hợp mẫu xe này cập bến thị trường Việt với mức giá dễ chịu hơn, thì rất có thể sẽ tạo nên cơn sốt trong phân khúc xe số.